tiếp theo là về cái hướng Đông Nam thì xin mời anh Đức Trung. Vâng. Đối với hướng Đông Nam thì các anh chị biết rằng là hướng Đông Nam nó có giải độ từ 112,5 độ cho đến là 157,5 độ. Hướng Đông Nam lại còn bao gồm ba sơn hướng nữa, đó là Thìn, Tốn và Tỵ. Thì các anh chị biết rằng là từ 112,5 độ trên 157,5 độ tức là 45 độ đúng không ạ? Một cung đấy, một cung Đông Nam đấy lại còn chia ra làm ba cái sơn hướng bên trong. Tức là mỗi sơn hướng này là 15 độ. 15 độ một sơn hướng nó khác nhau rất nhiều yếu tố liên quan đến tốc độ lưu thông khí, nhiệt độ, độ ẩm. Đồng thời kết hợp với lại phối với lại yếu tố về vận khí bản thân của gia chủ nữa thì nó tạo ra yếu tố về các cung vận khí của từng ngôi nhà một khác nhau, tùy theo độ số khác nhau. Do đó các anh chị phải đo được chính xác xem là độ số nhà mình là bao nhiêu độ thì chúng tôi mới có thể căn cứ được xem là nhà của anh chị nó rơi vào sơn hướng nào thì mới có thể đánh giá được yếu tố là vận khí một cách chính xác nhất. Nhưng tự chung lại Đông Nam nó bao gồm giải độ từ 112,5 cho đến 157,5, bao gồm ba sơn hướng là Thìn, Tốn và Tỵ. Thì đối với cái việc mà Thìn, Tốn, Tỵ tức là nó tọa vào Tây Bắc và hướng là hướng Đông Nam thì các anh chị biết rằng là Càn và Hợi năm 2020 nó sẽ phải Mộ Long biến vận sát phần Tuất, tức là Tuất Sơn ấy, tức là phần tọa Tuất và hướng Thìn đấy, tọa Hợi và hướng Tỵ và tọa Càn hướng Tốn, thì phần tọa của nó, tức là phần tọa nguyên cái cung Tây Bắc nó đều bị phạm sát cả. Do đó là nếu mà xét chung lại, nếu không có việc vội mà chúng ta cần phải làm nhà mà hướng Đông Nam ấy, thì khuyên chân thành các anh chị hướng Đông Nam năm 2020 chúng ta không nên làm mới. Hoặc nếu như bắt buộc phải làm vì có thể là nhà nó cũ rồi, rột sửa rồi, sắp đổ rồi mà cần phải làm, mà nhà và anh chị vô tình vào hướng Đông Nam này thì các anh chị muốn làm được ạ, thì cũng hãy cứ đợi sau đồng chí để các anh chị triển khai thành công. Chi tiết cụ thể 5 tháng ngày giờ như nào các anh chị vẫn cung cấp thêm những thông tin chi tiết hơn nữa thì chúng tôi có thể tư vấn được. Do đó rằng là hướng Đông Nam bao gồm ba sơn hướng là Thìn, Tốn, Tỵ, do phần tọa của Đông Nam và Tây Bắc nó bị phạm sát, do đó năm sau các anh chị không nên làm, nếu có làm thì phải chờ sang đồng chí. Tương tự như vậy vào cái việc đó là tu phương. Tu phương tức là chúng ta tu tạo sửa chữa tại cái phương Đông Nam ở trong nhà, tính từ tâm của nhà. Thì chúng ta biết là phương Tỵ nó phạm vào tam sát vì rằng là năm 2020 thân Tỵ Thìn tam hợp, do nên tam sát nó sẽ đến ba phương là Tỵ, Ngọ và Mùi. Do đó là phương Tỵ nó phạm phải tam sát, bởi thế nên cái việc tu phương nó cũng trở nên hạn chế hơn. Nếu như bắt buộc phải làm thì các anh chị cũng hãy làm sau đồng chí các anh chị nhé.